Vào giờ phút này đó thì trên Facebook thì có 900 người theo dõi, ở YouTube Thích Nhật Từ Official đó thì mới có được 300, hiện nay là đang được 329. Thì số lượng như thế cũng đáng được tán dương. Xin chào hết tất cả các bạn trên Facebook nha. Và nhớ ở bên góc tay phải của màn ảnh đó, nó có chữ đăng ký, thì các bạn hãy vui lòng đăng ký vào để theo dõi trực tiếp khi mà có những cái phần mà phát sóng. Còn ở trong Facebook đó, thì các bạn nên bấm vào nút follow để và nút like để có thể theo dõi trực tiếp được nha. Quý vị hãy vui lòng giới thiệu copy cái đường link ở trên YouTube, mời gọi các bạn bè mình trong các diễn đàn đó cùng bấm vào nút đăng ký nha, để có cơ hội theo dõi tương tự. Xin nêu câu hỏi của Thanh Phạm. Con là một Phật tử. Trong giấc mơ, con mơ thấy Đức Phật A Di Đà và các vị Bồ Tát. Xin hỏi thầy, đó là duyên lành của con hay là hiện tượng gì? Trước nhất, giấc mơ là phản ánh tâm lý, thái độ và tình cảm của chúng ta. Những gì mà chúng ta làm ở ban ngày mà chưa thỏa mãn được đó, hay là những cái kỳ vọng mà chúng ta đang nỗ lực để thực hiện đó, thì thường nó sẽ được tái diễn trong giấc mơ. Giấc mơ thì nó có hai loại: giấc mơ lành và giấc mơ ác. Giấc mơ ác nghĩa là những giấc mơ mà khi mà mình nhìn thấy con người, sự vật, tình huống ở trong nội dung mơ đó, khi thức giấc đó, nó làm cho chúng ta mệt mỏi, bần thần, căng thẳng, nhức đầu, bất an. Thì trong trường hợp đó đó, dù ngay cả là giấc mơ lành thì chúng ta cũng thấy là nhìn nó là những cái phản ánh về cảm xúc trong lúc ngủ thôi, và do vậy ý thức chúng ta đã không thể nghỉ ngơi một cách trọn vẹn. Theo kinh Thủ Lăng Nghiêm đó, mơ là một dạng tưởng trong lúc ngủ, và nó là một cái loại tưởng ấm ma mà người tu tập cần phải nỗ lực vượt qua. Cho nên đó, dầu cho giấc mơ chúng ta thấy Đức Phật đó, đích thân đến so đầu, các vị Bồ Tát quay quanh tán dương khen ngợi, thì cũng không nên chấp vào đó, vì đó là những cái rối loạn cảm xúc theo chiều hướng tích cực thôi, một cái loại chấp về tưởng trong lúc ngủ. Và để có sức khỏe được phục hồi tốt đó, thì chúng ta trong lúc ngủ đó, đừng để cho ý thức tiếp tục hoạt động, nên là phải nghỉ ngơi được trọn vẹn. Như vậy, người nào trong 8 tiếng ngủ mà không có một giấc mơ nào hết đó, thì đảm bảo sức khỏe tốt lắm, ngủ trọn vẹn, ngủ sâu, ngủ bình an, thức dậy thì tinh thần sảng khoái, thoải mái, đó là dấu hiệu tốt. Còn ai ngủ thức dậy mà bần thần mệt mỏi đó, có nghĩa là không tốt. Thì để hỗ trợ đó, thì trước khi ngủ quý vị có thể thực tập thiền từ bi. Thiền từ bi thì có trong cái quyển nghi thức hộ niệm cầu an, bản dịch của thầy, tập hợp hai bài kinh từ bi gộp là thành một bài và dịch theo thể thơ rất là dễ thuộc. Thì quý vị có thể thực tập thiền từ bi, quán tưởng là từ 84.000 lỗ chân lông và hàng triệu tế bào trên cơ thể, năng lượng từ bi đó đang tỏa ra bên ngoài, tương tác với cha mẹ, ông bà, người thân, rồi những người giúp đỡ chúng ta, mang lại chúng ta hạnh phúc, rồi bà con làng xóm, rồi kẻ thù, các loài động vật, rồi các loài thảo mộc và vũ trụ bao la này. Thì thực tập như thế thì quý vị sẽ có được một giấc ngủ ngon lành với nhiều kết quả rất là tích cực. Còn về phương diện y khoa đó, thì trước khi đi ngủ nhớ tập thể dục 15 phút và dùng đèn tia hồng ngoại đó rọi vào sau óc ở khoảng cách khoảng một tấc, khoảng 15 phút, thì quý vị sẽ có một giấc ngủ ít mơ mộng. Và thực tập buông xả thường xuyên, thản nhiên trước mọi biến cố trong cuộc đời, không chấp dính quá khứ, không lo lắng tương lai, an nhiên chánh niệm tỉnh thức ở hiện tại bây giờ và tại đây đó, thì khi nằm xuống ngủ là quý vị có thể ngủ được liền và ngủ rất là say, thức dậy không nhớ lại bất cứ một giấc mơ nào, vì chúng ta đã ổn định được cảm xúc và ý thức một cách rất là
rất là sâu sắc.